Rồi hôm qua em hỏi anh về cái bolero syncope ha. Bolero syncope là một dạng bolero đảo phách. À, cái cách đánh bolero bình thường của mình là như vậy. Nhưng mà bolero syncope thì nó vậy. Cái âm thanh của tiếng đàn là bum chát chát bum chát bum chát bum chát chát bum chát bum chát bum chát thì rất là dễ thôi. Cơ bản là em cứ tập tay cho nhuyễn, em tập như thế này ha, rồi ba gam nha, là thứ, rê và mi. Em tập vậy cho nhuyễn ha. Rồi khi mà ráp vào tiếng hát, cái lời hát vào thì em để ý có một cái như thế này. Nó đảo phách cho nên là ở cuối câu hát nó có một tiếng bum chát. Và khi kết thúc như đêm đêm ngửi mùi hương, cuối chữ hương tự nhiên có cái tiếng này, là để bắt đầu vào. Khi ca sĩ người ta bắt đầu hát đêm đêm ngửi mùi hương, là em vào bum chát. Rồi bắt đầu người ta hát tiếp theo cả người ta, em đánh tiếp tục là nó khớp vậy thôi. Đêm đêm người mùi hương, mùi hoa xứ nhà nàng, hương nồng hoa tình ai đậm đà, ngày đó gọi tên nhà nàng cánh gần đêm ha. Rất là đơn giản thôi, thì em với lại các đoạn của từng bài hát bolero, em tập một đoạn thôi thì đó là bolero syncope, bolero đảo phách. Đó là một cách đánh. Cách đánh thứ hai nó hơi phăng chút để cho cái tiếng đàn mình nó nhiều hơn chút thôi. Nghĩa là sao? Rồi nè, em phải lấy từ cái cơ bản vào lại nè. Bum chát chát bum chát bum chát bum chát chát bum xuống lên xuống lên xuống xong bum chát đó lại nha. Chát bum nghĩa là hai thằng nó kết hợp lại với nhau ha. Rồi em cố gắng em tập như vậy thì em chỉ cần sử dụng hai kiểu đánh này thôi, để sử dụng cho bất cứ bài nào khi mà em chơi cái kỹ thuật mà bolero đảo phách. Cái cách vào, khi mà người ta hát cuối câu hát thì em đánh một cái bum chát rồi em vào. Tôi tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa ra buồn tim tôi, nhau chưa nói đến một câu ha. Ok, thì khi em cái cách vào là như vậy, em cứ sử dụng bum chát rồi em vào. Cái khi mà em muốn chuyển về là cái bolero bình thường, đang đánh syncope em chuyển về bolero bình thường thì em đánh kỹ thuật rải nè, syncope nè, về lại nha. Nó đơn giản là vậy thôi ha. Thì khi mà mình áp dụng hát thì nó như thế nào? Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xê tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn tôi, bởi không gian ngừng tan, níu đuôi chân thời gian,
đừng để cho giây phút chi ly này kéo dài, trước khi phân kỳ cũng mong cho tàu đừng đi. Sẽ lăn êm êm lúc ga chiều sắm lên đèn, bước thu bay bay cuốn xe lòng vương vai mềm. Hôn dần xuống mà anh còn đứng im trong chiều thương xuống. Kết hợp qua lại khi mà sử dụng bolero syncope với lại bolero bình thường kết hợp qua lại với nhau ha. Thì ở cái kỹ thuật này thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi ha. Rồi hôm qua anh đã chỉ cho tụi em kỹ thuật syncope và bolero đảo phách, kỹ thuật số 1 và số 2 ha. Thì hôm nay mình sẽ đến với kỹ thuật số 3 và số 4 và thậm chí là kỹ thuật số 5. Là để tụi em có 5 kỹ thuật, 6 kỹ thuật tụi em chơi cho nó cái tiếng đàn nó được đa dạng hơn ha, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì ở cái kỹ thuật số 1 và số 2 thì anh có cái lưu ý về nhắc về cái sợi dây bát. Sợi dây bát khi mình chơi thì cái bát chính là bát gì? Bát chính là bát của gam. Khi bạn chuyển tới gam nào, bạn phải đánh bát của gam đó. Ngoại trừ nhạc công người ta đánh gam màu, gam phân gì đó, cái chuyện đó của người ta thì người ta sẽ sử dụng bát khác. Nhưng mà về lý thuyết cơ bản để đệm hát thì khi chuyển về hợp âm nào thì đã phải đánh bát của hợp âm đó, ví dụ về la thứ đánh la thứ ha. Thì cái đó gọi là bát chính. Còn bát phụ là gì? Bát phụ là cái bát trên sợi dây bát chính. Tạm hiểu guitar là không cần biết, chỉ cần biết trên thôi. Bát chính đang là la thì bát phụ sẽ là sợi dây trên ha. Như vậy thì cái bí quyết ở đây rằng khi đánh cái những cái kỹ thuật mà bolero hoặc là bất cứ kỹ thuật nào thì hãy để ý về cái vấn đề này một chút, là mình sử dụng cái bát chính của hợp âm xong thì mình sẽ đánh tới bát phụ thì mình sử dụng cái sợi dây trên. Rồi ví dụ như là thì cứ là sau khi bát chính là rồi là tới bát phụ. Bát phụ em muốn đánh một lần cũng được, đánh hai lần cũng được, không sao hết. Giải thích cái này mất 3 phút nhưng mà nó rất là tốt, tại vì nó sẽ để cho cái tiếng đàn của em hay. Sử dụng bát chính xong bát phụ, bát chính xong bát phụ ha. Thì về kỹ thuật pha, kỹ thuật số 2 vào. Chiều nắng tiễn nhau đi khi bóng nhà lê tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong đồng trôi ha. Chất bùng chất bùng chất bùng chất đó. Rồi đó là bolero syncope ha. Thì ở kỹ thuật số 1, số 2 như vậy. Kỹ thuật số 3, bây giờ mới thấy được cái sự rõ ràng của bát phụ nè. Kỹ thuật số 3 nó sẽ là kỹ thuật đi hai nốt bát và nó sẽ là dày. Bây giờ chiều nắng tiễn nhau đi khi bóng ngả dưới tàn, hoàng hôn đến đâu đây màu tím rừng trong hồn tôi. Bây giờ hai nút bass
Bây giờ anh không có nói đến hai nút bắt bấm, tại vì khi tụi em chơi bolero, bolero bình thường tụi em đã biết cách bấm nút bát ở đâu rồi, cho nên là anh không nói đến hai nút bát bấm nữa, mà anh chỉ nói là đến hai nút bát không bấm, để cho tụi em hiểu được cái nguyên lý ha. Khi chơi thì nó sẽ là như thế này: bum chát chát phụ chát, đúng không? Rồi lấy hai cái phụ nè, hai nút bát phụ nè, rồi qua cái chính. Cái bum chát cuối này không phải được tính là bát nha, nó là của câu hát cuối, không được tính là bát, chỉ tính hai cái này thôi à. Như vậy anh lấy hai cái nút bát này là hai nút bát phụ. Như vậy anh muốn nói với tụi em rằng hai nút bát phụ là tụi em phải lấy sợi dây trên ha của bát chính là thứ. Nghĩa là sau khi bắt phụ xong, em chuyển qua gam nào thì em sẽ lại đánh về lại cái bát của gam em chuyển đến ha. Như vậy thì em thấy đây là kỹ thuật số 3. Và kỹ thuật số 3: bum chát chát bum chát bum bum. Bây giờ ở kỹ thuật này nó rất là khó, cho nên là anh sẽ chỉ định rằng là bây giờ mình tập hẳn ở cái sợi dây số 6 luôn, ở bát phụ. Khi mà cứ đánh bát phụ thì mình sẽ chuyển qua mình đánh hai cái nốt ở trên sợi dây 6 này. Rồi ha, như vậy tụi em có thể thấy được cái hiệu nghiệm của cái vấn đề sử dụng cái bát phụ cho nó chính xác ha. Đó là kỹ thuật số 3. Chút kỹ thuật số 4 hơi khó chút. Rồi bây giờ ha, anh thử đánh một cái mẫu câu. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ, cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mái kỷ niệm đây. Bolero Syncop ha. Như vậy ở kỹ thuật số 3 nó là như vậy. Thì đến bây giờ anh sẽ dừng cái video đây và anh sẽ tiếp tục quay ha, để nó không có chiếm dung lượng quá dài. Rồi bây giờ mình đến tiếp tục với lại cái kỹ thuật số 4. Kỹ thuật số 4 này nó gồm kỹ thuật cơ bản và nối với kỹ thuật rumba. Thì anh muốn để cho tụi em nhìn thấy á, là kỹ thuật số 4 là nó như sau. Chiều nắng tiếng nhau đi khi bóng là xê. Như vậy kỹ thuật rumba ở đây là kỹ thuật như thế nào? Nó đánh là ở bolero bình thường thì nó là vậy. Bolero
bình thường thì kỹ thuật rumba nó là như vậy ha, nhưng mà ở kỹ thuật rumba khi pha vào thì nó sẽ ra thế này. Là sao? Nó phải kết hợp với là kỹ thuật syncope, bolero syncope cơ bản là cái kỹ thuật này. Syncope mà kết hợp với bolero bình thường nghe hay không? Thì bây giờ nhìn thấy được ở cái lối chơi nó của cái thằng rumba đó, nó kết hợp với lại thằng syncope cơ bản như sau. Là cái kỹ thuật số 1 đó, khi em đánh cái cơ bản xong, xuống rê nè, khi đánh cái bum nè, không phải đánh chát nữa nha, thay vì em đang đánh nè, đúng không? Thì nhìn lại nè, dừng thôi, không có chát nữa nha. Bum ở đây cái nè, bắt đầu nè, xuống lên xuống, chỉ cần đánh cái xuống lên xuống thôi, vừa xuống rơi nè, thấy chưa? À, đúng ba nè. Thấy chưa? Chuyển qua mi nè, rê lên mi nè. Thấy chưa? Rồi khi mà bum chát ở đây thì em lại về cái syncope cơ bản lại. Nó phải nối với nhau nha. Anh làm lại nè. Chiều nắng tiếng nhau đi khi bóng ngả về tàn, hoàng hôn tiếng đâu đây màu tím rừng trong hồn tôi. Nghĩa là xuống lên xuống, chát bùng chát bùng chát bùng chát. Thấy chưa? Là khi về cái bung chát thì em lại phải chuyển về cái bolero syncope kỹ thuật số 1. Đây là kỹ thuật số 4 rồi. Như vậy ok, khi mà em kết hợp chơi như vậy thì rất là đẹp rồi đó. Bolero syncope nó có một cái rất là hay là ở cái chỗ là mấy anh nhạc công rất là thích sử dụng nha. Tại vì nó có thể chuyển 3 hợp âm trong một ô nhịp. Nghĩa là ngoài cái hợp âm chuyển đến là hợp âm chính, nó còn làm ra hai hợp âm màu nữa. Nó có hai hợp âm màu để nó có thể chuyển tới. Ví dụ như, anh nói ví dụ thôi nha, có thể chuyển từ pha xuống la 7 qua rê. Thấy chưa? Chỉ có khi đánh syncope em mới chuyển được thêm hai hợp âm nữa trong một ô nhịp. Còn nếu đánh bolero bình thường chỉ chuyển được đúng một hợp âm thôi. Tại vì khi cái thằng bolero đảo phách đó, nó tạo một cái phách lật, cho nên nó mới cho phép em được chuyển hai hợp âm màu để đi tới cái hợp âm tiếp theo. Như vậy thì bây giờ cái này sử dụng rất là hay, và khi tụi em chơi sử dụng
chơi với lại những người có hiểu biết, những người mà người ta hát bolero này kia. Có nhiều người ta sẽ nói là anh biết đánh syncope không? Nói biết. À, anh đánh syncope cho em khoái nghe tiếng đàn bolero mà em khoái nghe cái kiểu đánh syncope, em khoái nghe luôn. Thì đó, tụi em sử dụng ha. Bốn kỹ thuật. Kỹ thuật thứ năm ở đây. Kỹ thuật này dễ lắm. Em bỏ bớt một cái nhịp bum ở giữa của cái kỹ thuật bolero kỹ thuật số 1. Nhưng mà kỹ thuật này không lạm dụng. Kỹ thuật này em lâu lâu em chơi em sẽ đưa vào ha, chứ không lạm dụng nó. Em sẽ nghe nó là chất thùng chát, thay vì có cái bùm ở đây phải không? Không có, nó dừng ở đó luôn nè, thấy chưa? Anh để lên đây thôi, anh không có đánh nha. Thấy chưa? Còn bây giờ nè, tụi em nghe kỹ nè. Đó là khi anh đang đánh, anh bỏ một cái nút bum thì cái kỹ thuật sau thì anh lại quay về kỹ thuật số 1 ha. Rồi ok, như vậy là đó là cái kỹ thuật thứ 5 á. Về bolero syncope thì nó như vậy là quá đẹp rồi. Rất là đẹp rồi. Rồi bây giờ em sẽ thấy được cái biến thể kỹ thuật số 4. Bây giờ em sẽ không đánh chất bùm mà em sẽ đánh bằng hai cái nút bắt ở đuôi. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao biển, người trai đi viết câu chuyện, một chuyện bay đi. Đơn giản thôi, quá đơn giản ha. Như vậy nó, kỹ thuật nó như thế nào? Bum xuống lên xuống, cháp bum cháp, bum bum chuyển. Rồi từ khi ở đây thì đã đi về kỹ thuật syncope số 1. Rất là dễ. Rồi ok, rồi như vậy thì em thấy được rằng ở cái kỹ thuật số 4 á, thì anh xem cái kỹ thuật đó như là một nhánh của kỹ thuật số 4 ha. Thì bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp kỹ thuật tiếp theo. Trong syncope thì nó có kỹ thuật tiếp theo là nó cũng giống như kiểu rumba vậy, nhưng mà nó như thế này. Ở đầu tiên là anh sẽ đánh cái kỹ thuật đó trước ha. Thấy không? Thì khi cái kỹ thuật này á, rất là đơn giản thôi. Nó giống như là kỹ thuật mà rumba kiểu số 4. Nhưng mà bây giờ khi mà em đánh thì tiếp theo là em sẽ quạt ha. Là xuống lên xuống ha, mà tay nhanh lên thôi. Đó. Xuống lên xuống lên xuống ha, mà tay nhanh lên thôi. Đó.
xuống re nè, từ la xuống re nè. Ha, rồi bắt đầu từ đây mình đánh lại kỹ thuật syncope kiểu số 1. Ha, như vậy thì ở cái kỹ thuật này đó, thì mình có thể thấy là mình sử dụng yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn như ta ưu hoài và buồn như đại dương. Và từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoàn trường. Ha, thì khi mình chơi á, mình sẽ kết hợp rất là nhiều kỹ thuật. Nếu mà nói về syncope như vậy thì là đây là cái kỹ thuật thứ 6 ha. Thì khi em chơi, em có thể sử dụng là syncope không, đánh từ đầu tới cuối, hoặc là em có thể sử dụng bolero bình thường để đánh và lâu lâu em vào syncope. Thì khi vào syncope em chỉ cần nhớ là em có cái bum chát đuôi thôi, là em bắt đầu em vào syncope rồi. Ví dụ như anh đánh kỹ thuật này, bắt đầu vào syncope nè. Thấy không? Rất là đơn giản ha. Ok, thì bây giờ mình làm. Bây giờ mình sẽ thấy là mình đánh một cái kỹ thuật bolero bình thường thì nó như thế nào ha. Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn như thoáng u hoài và buồn như đại dương. Và từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoàn buồn. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhìn những lần gửi gió sang buồn buồn lạnh trên bờ môi. Tìm bão khuya anh đèn mờ nhạt thoáng thành phu gầy chi mình tôi. Rồi bây giờ ha, mình sẽ thấy được rằng đó là ở cái cách chơi mà bolero bình thường mình kết hợp với lại bolero syncope thì nó sẽ như thế nào ha. Rồi bây giờ ha, thì em có thể thấy được rằng là nếu mà anh chơi cái kỹ thuật mà bolero bình thường chơi chung với bolero syncope thì nó sẽ hình thành như thế nào ha. Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn như thoáng u hoài và buồn như đại dương. Và từng đêm nghe tràn đầy tim thức lời ru ngọt của đoàn trường. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ những nhiều những lần gửi gió sang buồn buồn lại trên bờ môi. Tìm bão khuya anh đèn mờ nhạt thoáng thành phố gầy chi mình tôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, giữa cuộc đời đi đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường tìm lý nếu gặp người xin hãy quên những gì đã quên.
buồn vùi đi, bao phút giây tim thần cho lòng mình. Thấy không? Vào syncope rồi đó. Rồi như vậy em có thể chơi được với năm kỹ thuật này là em có thể chơi bolero syncope cách đẹp rồi đó ha. Rồi như vậy em tập luyện đi nha.